Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ chia sẻ với các bạn về một cái mạch đồng hồ DIY. Cái này thì mình đang thấy rất là hot trên thị trường. Sử dụng khung Mica. Đây, mình đặt này đi. Ở trong thì họ bán cho mình là có hết rồi. Đầy đủ, đây là PCB này, rất là nhỏ gọn. Đây là hộp Mica này. À, LED. LED này thì người ta đang sử dụng là LED 0.8. Ở đây là điều khiển. Ở đây dùng STC 15F2004. Sử dụng IC thời gian thực là DS1307. Đây có thêm cái jack và rất là nhiều phụ kiện kèm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hàn tất cả cái linh kiện này, cái PCB này nhé. Để hàn được cái linh kiện thì chúng ta cần cái bom lít danh sách. Thì ở đây mình đã chuẩn bị rồi các cái thứ tự vị trí. Đấy. Ví dụ ở đây là chở 1/4 này, loại 10K này, thì nó nằm ở vị trí là R14 và R15 này. Thì các bạn tìm xem là 14, 15 là nó nằm ở đâu. Ở đây mình thấy là 14, 15 nó nằm đây. Đấy. Thì bây giờ mình hướng dẫn cụ thể nhé. Đầu tiên hàn cái mạch này thì các bạn sẽ hàn cái linh kiện nhỏ trước. Tiếp đến là mình hàn chan nhé. Chan thì các bạn chú ý này, cái chiều khuyết của nó này. Đấy. Chiều khuyết này, vòng cung này, đây cũng vòng cung này. Mình để đúng này. Mình sai là nó sẽ không hoạt động nữa. Tiếp đến là mình sẽ hàn đế IC nhá, đế 8 chân này. Ở đây có cái đầu khuyết của đế IC 8 chân này. Thì các bạn chú ý nhé, nó sẽ đếm từ trái qua phải. Thì đầu khuyết này là đầu xác định chiều IC U2 này. Mình tìm một U2 nó nằm ở đâu. Đây, U2 này. Đấy, cái chiều khuyết của IC nhé. We'll be right back.
Ở đây có hai con tụ 10B này. Đấy, tụ ốm 10B này, C1C2 này. Tụ này thì không phân cực nên các bạn cắm chiều nào cũng được. À, thêm một nữa là Thạch Anh 32.768. Thạch Anh này đi với DS18B20. Thì Thạch Anh này nó nằm ở giữa C1C2, Thạch Anh nó cũng không phân cực chiều. Ok, đế pin nhá. Đây là đế pin CR. Đây nó có hai cái khuyết này. Cắt đi. Tiếp theo nhé, là cảm biến ánh sáng CDS. Đây, đây là con cảm biến ánh sáng CDS đúng không? Vị trí là GM. Đây GM đây. Mình hàn nó vào đây. Con chói nhiệt. Này là NTC, RM. RM đâu, đây. Con này là dạng chói nhiệt. Đấy. Tùy vào vị trí mình đặt hàng. Tiếp theo đây là cái USB mini deep ở P1. Đây, đó chính là cái này. Cắm ở đây rồi. Tiếp theo là cái nút nhấn cây S1, S2. Tắt bình gần nó ở hàm Z. Sau khi đã hàn xong thì cái mạch của mình như thế này. Đó, có chip này, transistor này, công tắc thủy ngân này, Thạch Anh tụ này, đế pin này. Bên này thì có cây nút nhấn này, quang trở CDS này và chở nhiệt, cảm biến nhiệt độ ấy. Rồi, giờ lại mặt đằng trước thì mình phải kiểm tra trước khi mình hàn led nhé. Mình phải kiểm tra tất cả các mũi hàn của mình là ok chưa. Thứ hai nữa là kiểm tra có bị chập không, bởi vì lát các bạn hàn led vào thì nó sẽ bị che nên là mình sẽ không phát hiện ra cái lỗi nữa. Tiếp theo thì ở đây mình có 4 con led đây. Các bạn để ý này, số 0 này, số 1, số 2, số 3 và những đường chấm này. Ok, sau khi hàn xong này, mình tra lại mới hàn. Nó lại đẹp rồi đấy. Ok, giờ sau khi bóc cái lớp bảo vệ mica thì mình có tấm mica này. Bây giờ mình vào
Sau khi lắp hộp mica thì mình được cái sản phẩm như này. Đấy. Các bác đang thắc mắc tại sao lại có một cái đầu jack audio 3.5 đúng không? Bây giờ mình khám phá cái này nhé. Cái công tắc thủy ngân này nó sẽ có tác dụng là lấy từ nhạc. Khi mà các bạn để đứng như này và cắm cái đầu jack này vào cái đầu out của máy tính, đường tay phone ấy, đây, bật loa này, đấy, thì trên màn hình của mình đang chạy, đây là tăng volume này, đây, đấy, LED bây giờ nháy cho nhà. Đấy. Nếu các bạn mà muốn âm thanh nó nháy cùng LED thì phải đấu cái dây jack 3.5 này vào cái chân tín hiệu của tín hiệu song song với tín hiệu mà đưa vào máy khuếch đại của loa ấy, thì cái nhạc này nó sẽ có cả âm thanh. Bởi vì đây mình đang cắm vào mic thì nó sẽ không có. Rút mic ra này. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.